Rồi bây giờ mình chiên khô ăn cơm. Đây canh mít. Nóng lên mình chiên khô. Khô đây. Đây là khô lù đù nha. Khô lù đù. Chảo nóng rồi mình cho vào vô. Ủa, hôm nay là ngày cưới của cậu Trường hả? Chị biết cậu Trường đã đám cưới ở đâu không vậy chị? Chị nghe nói đã ra ngoài đại điển á. Đám cưới? Sao lại đã đại điển ta? Tôi với cậu tính sao nữa? Đã ngoài đại điển dở trời mưa gió, không biết chạy đâu mà trú. Dạ nè, dạ cảm ơn chị nha. Cô, dạ cô có muốn nhắn gì lại với cậu không? Dạ tôi được rồi, dạ cảm ơn chị. Trong thời gian mình chờ ta một chút lúa mẹ mình bỏ vô nha. Cho đường mắm cho đường đi thơm quá. Là có nước mắm với đường rồi nha. Đây. Cái này là mình em
vừa có nó ăn vừa nghe phim luôn. Đấy, ở đây cho nước có rượu lại, cái nước có sạch, nước đường có sạch lại. Dạ được. Sự thật không nói đi, có la hoài trời. Đúng đẹp chưa? Ươm luôn, ươm luôn á. Cơm thôi.